Thưa sư, xin sư chỉ dẫn giúp con là làm cách nào để một người cư sĩ Phật tử đúng nghĩa giữ được ngũ giới một cách trọn vẹn. Bởi vì tính chất công việc đôi khi phải có sự giao hảo với cấp trên, với bạn bè, họ hàng, nhất là mỗi dịp lễ Tết, đám cưới, đám giỗ người ta mời các chất say mà mình từ chối nhiều lần thì sẽ kỳ, thậm chí là có thể mất đi những mối quan hệ và công việc. Mặc dù con biết sử dụng các chất say sẽ là duyên cho nhiều quả khổ đau trong hiện tại và cho những kiếp sống về sau, nên bản thân con đã tự ý thức và tránh sử dụng cũng như mua bán cho biếu tặng đến người khác. Quý vị biết là cái sự nhận thức và cái niềm tin của chúng ta nó không có giống như các vị thánh. Bởi vì các vị thánh, do các vị đã nhận thức một cách đúng đắn và cái niềm tin tuyệt đối nơi Đức Thế Tôn, cho nên cái việc gì mà Đức Thế Tôn đã nói là không nên làm thì dù cho bị mất mạng, dù cho bị nguy hiểm đến tính mạng thì các vị đó cũng không có làm, do các vị đó hiểu đúng. Còn chúng ta là do chúng ta cư xử dựa trên hai cái pháp thiên vị, đó là lấy mình làm trọng. Lấy mình làm trọng có nghĩa là thích ghét dựa trên cái sự suy đoán, sự phán xét của bản thân. Cái thứ hai là lấy đời làm trọng, có nghĩa là dựa cư xử dựa theo cái quan điểm, dựa theo cái ý kiến, dựa theo cái quyết định của người khác. Chỉ có các vị thánh, các ngài mới tránh được hai cái pháp thiên vị này mà các ngài cư xử lấy pháp làm trọng. Trong một cái bài kinh, kinh tên tên của bài kinh có cái gọi là chánh kiến. Thì Đức Thế Tôn có nói như thế này: có những người đi mà họ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, mà vì nhờ những cái hành động đó đó mà họ nuôi sống được bản thân, nuôi sống được gia đình và họ sung sướng được trong đời này. Nhưng mà bởi vì cái tà kiến đó cho nên là họ không có chịu bỏ, từ bỏ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Sau khi thân hoại mạng chung, họ do cái nghiệp của cái việc họ không giữ giới đấy, cho nên họ phải sa đọa vào những cảnh khổ. Còn có những người đấy, họ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, mà bởi vì cái chuyện họ giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, mà họ bị thiệt hại về tài sản, thiệt hại về sức khỏe, thậm chí họ bị thiệt hại về tánh mạng và họ không thể nuôi được bản thân họ, họ không thể nuôi được gia đình họ. Nhưng mà do chánh kiến, họ vẫn giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nhờ vậy, khi thân hoại mạng chung, nhờ cái nghiệp, cái quả của những cái nghiệp họ làm ấy, họ sẽ tái sanh vào những cái cảnh giới an vui. Đấy. Là một lần nữa, trong kinh, trong một bài kinh thuộc Trung Bộ, thì có một vị Bà La Môn ấy nói với ngài Xá Lợi Phất như thế này, là ngài Xá Lợi Phất hỏi đó là ông có tu hành được hay không, có tu tập được hay không. Thì cái vị Bà La Môn này mới nói là: bạch ngài, làm sao mà con tu được, con phải lo nuôi, con phải lo bổn phận của con đối với cha mẹ, đối với vợ con, đối với nhà vua, đối với tôi tớ, cho nên là con không có lo, con không có tu hành gì được hết, có nghĩa là con dễ vui, con sống giải đãi đấy. Thì ngài Xá Lợi Phất hỏi như thế này: đến khi khi ông sống giải đãi như vậy đấy thì ông đi lên hay ông đi xuống, khi mà thân hoại mạng chung ông đi lên hay đi xuống? Thì cái vị Bà La Môn này nói: dạ thì đương nhiên là thân hoại mạng chung thì con đi xuống. Ngài Xá Lợi Phất ngài mới hỏi tiếp là: như vậy đấy, thì khi mà tử thần đến để mà ông phải đi vào địa ngục á, thì ông có thể lý luận được rằng ấy, là do tôi phải nuôi mẹ, tôi phải nuôi cha, tôi phải nuôi vợ,
Tôi phải nuôi con, tôi phải có trách nhiệm với nhà vua, tôi phải có trách nhiệm với người hầu, thì đừng có cho tôi đi địa ngục, thì như vậy có được hay không? Thì vị Bà La Môn này mới nói, thưa tôn giả, thì đương nhiên là không có được. Tại vì sao? Bởi vì con phải chịu trách nhiệm cho những cái ác nghiệp con đã làm. Rồi Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi đó, như vậy đấy thì ông có thể nào mà cha ông hoặc là mẹ ông nói rằng con của tôi nó đã làm những việc này để mà nuôi tôi, nó có hiếu với tôi, cho nên là đừng có cho nó đi địa ngục, có được hay không? Thì vị Bà La Môn nói dạ không được. Rồi Ngài Xá Lợi Phất Ngài lại hỏi, thí dụ như nhà vua hoặc là con hoặc là vợ hoặc là người làm của ông nói rằng là do đã làm những cái ác nghiệp đó là để mà nuôi tôi vì có trách nhiệm với tôi, cho nên là thôi đừng có cho người ấy xuống địa ngục, có được hay không? Vì Bà La Môn nói dạ thưa tôn giả, đương nhiên là không được. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi một người phải chịu trách nhiệm cho các hành động thiện ác của họ. Và thế là Ngài Xá Lợi Phất Ngài tiếp tục Ngài Ngài nói đấy, như vậy đấy có những cái cách để mà có thể nuôi cha nuôi mẹ nuôi vợ nuôi con và có trách nhiệm với nhà vua, có trách nhiệm với người ở mà không phải phạm giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Thì ông có thấy rằng đi cái cách đó thì nó sẽ tốt hơn cái việc là cũng nuôi mẹ nuôi cha nuôi vợ nuôi con, có trách nhiệm với nhà vua, có trách nhiệm với người ăn cái ở mà ông lại phải sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu hay không? Thì vị Bà La Môn nói dạ thưa tôn giả, thì đương nhiên là con nuôi cha nuôi mẹ mà không phải phạm giới thì nó sẽ tốt hơn. Và sư đưa ra thêm một cái ví dụ nữa đó. Cái ví dụ này sư cũng thường hay nói rồi. Đương nhiên là cái thí dụ này sư không có giữ bản quyền nha. Đó là ví dụ như là quý vị đưa đưa vợ con và đưa cha mẹ vào rừng và cả gia đình như vậy bị lạc ở trong rừng. Rồi vừa mệt vừa đói, trời lại tối rồi. Thì thấy một cái hang, quý vị đi vào hang, thấy một cái con gấu con. Cha mẹ nói là thôi bây giờ mệt quá đi, bây giờ không còn sức đi nổi nữa, thôi bây giờ con còn chút sức thì con làm thịt con gấu đó, gấu con đó làm đi rồi để cho cha mẹ ăn thì nó cho nó đỡ đói. Và bây giờ vợ con của quý vị đó nó cũng lả người rồi, nó mệt lắm rồi, nhưng mà bằng cái kinh nghiệm đi rừng ấy, quý vị biết là cái con gấu cha và gấu mẹ của cái đứa con này nè ở gần đây thôi, và với cái kinh nghiệm của quý vị biết là nó sắp về rồi, nhưng mà quý vị nói thì ở nhà không có tin, thậm chí là vợ con bà vợ có nói là thôi anh chỉ anh cái thứ mà lười biếng, anh kiếm cớ, anh không có thương vợ không có thương con, anh là cái đứa bất hiếu không có biết lo cha lo mẹ, anh là cái người chồng vô trách nhiệm, anh là một người cha vô trách nhiệm, thôi bây giờ thì anh không làm thì thôi anh từ giờ trở đi là đừng có chồng con gì nữa hết trơn á, đừng có chồng, anh không còn là chồng của tôi nữa, đừng có kêu tôi là vợ, tôi không còn là cái gì của anh hết. Rồi cha mẹ nói với quý vị đó, con mà không có làm, con kiếm cớ, con kiếm chuyện, hiếu ở đâu hả? Rồi hiếu ở đâu, thấy cha mẹ chết khát chết đói như vậy đó, không có biết lo mà chỉ lười biếng bản thân mình thôi, mà chính bởi vì cái quyết định của con mà cha mẹ chết đói chết khát như vậy, mà bây giờ đêm thì khuya vừa mệt vừa lả mà con còn đòi phải đi ngay, không có được ở đây nữa, rồi đi thì biết đi đâu, rồi kiếm cái gì ăn đấy. Thì với cái sự không hiểu chuyện của người nhà, quý vị có chấp nhận giết con gấu đó hay không, rồi chờ gấu cha gấu mẹ về nó xử lý cả gia đình, hay là dù cho một cả nhà có mắng có chửi có nói như thế nào đi nữa, dù có chết thì mình cũng ráng mình đẩy cha đẩy mẹ mình đi chỗ khác, đẩy vợ đẩy con mình đi ra chỗ khác rồi thì lúc đó tính tiếp, chứ còn ở đây là không thể ở được thêm giây phút nào nữa. Quý vị chọn cái gì?
Hả? Chọn cái gì? Nhưng mà tại sao quý vị cứ nghĩ là nếu như là một không phải là một người mất trí thì quý vị sẽ chọn cái phương án là thà bị mắng bị chửi mà mình vẫn đưa cha mẹ đưa vợ đưa con mình đến nơi an toàn hơn là cái chuyện mình làm thịt cái con gấu đó rồi chờ gấu cha gấu mẹ về nó xử cả gia đình. Nhưng mà tại sao quý vị làm cái chuyện đó? Tại vì quý vị thấy được cái hậu quả trước mắt. Các vị thánh cũng y chang như vậy. Các ngài thấy được hậu quả trước mắt cho nên là các ngài dù có chết đi nữa các ngài vẫn không có làm, vẫn không có phạm giới. Còn chúng ta đó, do chúng ta không có thấy. Mà trong chú giải nói đó, là chúng ta là những người mù. Phạm phu mình bị mù, không có thấy nhân quả. Và nếu như có thấy thì cũng không có tin. Không có tin đúng mức cần thiết cho nên là chúng ta mới phạm giới. Chứ nếu như chúng ta mà thấy mà tin được đúng như sự thật á thì chúng ta không có dám làm đâu. Dù có chết mình cũng không dám làm. Đấy, cái vấn đề của phạm phu mình là như vậy. Thành ra nếu như mà quý vị thật sự nha, sư nói thật sự mà biết biết lo cho mình, biết lo cho mình, biết lo cho gia đình thì cái chuyện là mất đi những cái mối làm ăn hoặc là mất đi những cái mối quan hệ với bà con quyến thuộc ấy thì đối với quý vị nó không là cái gì hết. Nó không là cái gì hết. Do bản thân chúng ta chưa có thấy được rõ. Mà trong chú giải nói chúng ta là những người mù. Cho nên chúng ta mới có cái gan mà chúng ta phạm giới. Nó thẳng như vậy. Thành ra mà tôi nói là bây giờ làm cách nào để một người cư sĩ mà giữ giới một cách trọn vẹn thì chỉ có một cách là đừng có làm người mù nữa. Và mình phải dám hy sinh. Dám chịu thiệt thòi. Mà sư tin á là nếu như mà quý vị giữ giới thì cái giới nó sẽ giữ quý vị và quý vị sẽ đạt được những cái điều an ổn ở trong cái cuộc sống. Từ từ thôi, từ từ chính cái giới hạnh nó sẽ chuyển quý vị, nó sẽ chuyển. Sư thì sư tin như vậy, còn quý vị có tin hay không thì cái đó là chuyện của quý vị. Đương nhiên là sư nói cái này là nói cho người có niềm tin và nói cho người có quyết tâm. Giống như là trong kinh Tất Cả Lậu Hoặc ấy, Đức Thế Tôn nói là ta thuyết cái bài kinh này cho người thấy và cho người biết, không phải cho người không thấy và người không biết. Thành ra đó, nói cái này là nói cho người còn có một chút xíu sự tỉnh táo và có được cái sự quyết tâm. Chứ còn mà nói chứ không phải sư nói cho cái người mà không có quyết tâm giữ giới. Thì nếu mà quý vị không có quyết tâm giữ giới thì coi như nãy giờ những cái lời nói của sư để qua một bên ha.